Xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Gian, mang model là Speedo. Một mẫu xe đạp đua có phanh đĩa và chạy full bộ chuyển động Shimano Tourlay, không nhôm, nước sơn nguyên bản, bánh 700C. Đồ nguyên bản chính hãng nhập khẩu lên trước. Nước sơn đen đỏ rất là đẹp. Đó là xe đã qua quá trình sử dụng, là xe bãi nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe như các bác thấy trên hình còn rất là đẹp, hiệu Gian rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Xe vẫn còn nguyên email sản xuất của xe, phanh đĩa. Cánh đĩa cơ cũng là của Gian nguyên bản. Sử dụng full bộ đồ Shimano Tourlay với 7 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cho xe có 14 tốc độ khác nhau. 700C. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay lắp của Shimano Tourlay. Chúng em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm. Từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 53cm. Và chiếc xe của các bác từ khoảng 1m64-65 74-75 thì phù hợp. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe với mức giá là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuẩn hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.